đang sợ. Anh nhâm nhâm mà mấy ảnh. Sợ gì nó chụp thoải mái đấy. Ngoài cái đấy ra cái gì anh nhìn tốt cả. Này này, em để cái em sợ trong lĩnh vực này. Thế chỉ có hai người đúng rồi anh. Nhiều. Hai nồi cũng được vớt ra. Anh nhớ lúc đầu mình ăn nó quay lại lòng đâu. Quay chụp vậy ạ. Cho ba coi. Sao mà sụt soạt ghê chứ nhỉ. Quay có gì thì bị quay. Quay thì anh phải đi hỏi ý kiến để xin lời các kiểu. Anh quay thì cái này người quay. Kinh quá. Có gì mai để cắt ảnh. Mai cắt ảnh à, mình ấy mình ghép.